Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh vẫn đang được các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh kiểm soát thực hiện tốt với những hoạt động cụ thể như lập chốt kiểm soát y tế với những người ra vào từng khu dân cư, tổ dân phố, ra soát cách ly kịp thời những người trở về từ vùng có dịch. Đến thời điểm này, toàn tỉnh cũng đã ra soát được 1.707 người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai. Công tác giám sát điều tra cách ly được thực hiện nghiêm túc, phun khử trùng tại những địa điểm có người nghi mắc bệnh và nhiều trụ sở cơ quan, chợ, siêu thị. Với trường hợp bệnh nhân số 219 có địa chỉ tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, ngay sau khi Bộ Y tế công bố dương tính với virus SARS-CoV-2, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã triển khai thực hiện kịp thời các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh, thiết lập vùng cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với thôn Chí Trung theo quy định. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh, huyện Văn Lâm và xã Tân Quang đã chủ động trong việc chuẩn bị các phương án phòng chống dịch tại thôn Chí Trung, nên đến thời điểm này, tình hình dịch COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục chủ động chuẩn bị tốt hơn nữa, ngay từ khâu báo cáo, các phương án đối phó với dịch để khi xảy ra có dịch, việc vận hành bộ máy phòng chống dịch sẽ được thực hiện tốt hơn. Ngành y tế cần chủ động đẩy nhanh tiến độ rà soát nắm bắt đầy đủ hết các trường hợp trên địa bàn tỉnh đã từng khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai để cách ly kịp thời và tiến hành xét nghiệm ngay những trường hợp này. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước hiện nay còn có diễn biến phức tạp, có những ổ dịch COVID-19 như Bệnh viện Bạch Mai hiện không tìm được bệnh nhân F0 nên nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. Do đó, các cấp các ngành, các địa phương vẫn phải tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thì chúng ta phải đẩy lên các biện pháp phòng chống dịch cao nhất, với một quyết tâm cao nhất, với một tinh thần quyết liệt nhất trong công tác phòng chống dịch và với một tinh thần là trách nhiệm cao nhất của mỗi thành viên ban chỉ đạo trước sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ngành y tế, giám đốc sở y tế là phải dồn lực lượng, phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi và nắm bắt được mọi khó khăn diễn biến quá trình cách ly ở thôn Chí Trung để xử lý mọi cái phát sinh một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ hai là tổng kiểm tra lại tất cả doanh công nhân mà trọ ở thôn Chí Trung và phải quản lý chặt chẽ là nội bất xuất, ngoại bất nhập ở thôn Chí Trung, rồi khai báo y tế thường xuyên, quản lý nhân hộ khẩu, thông báo cho các doanh nghiệp mà có công nhân mà đang trọ ở thôn Chí Trung là phải tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho công nhân, kể cả không đi làm phải xem xét hỗ trợ người ta về lương phụ cấp trong 28 ngày cách ly. Theo quy định, thông báo cho các doanh nghiệp có công nhân mà trọ ở thôn Chí Trung để biết và tạo điều kiện cho họ ở nhà. Còn doanh nghiệp nào cố tình mà mời gọi yêu cầu công nhân đến làm việc thì phải xử lý doanh nghiệp đó, chủ doanh nghiệp đó, kể cả đóng cửa cái nhà máy đó, cái doanh nghiệp đó. Ai trốn cách ly, xử lý theo pháp luật nó có rõ rồi. Đây là công bố vùng dịch, làm sao ai còn đi ra ngoài được để lây nhiễm ra người khác thì ai chịu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế tỉnh, huyện Văn Lâm tăng cường lực lượng nắm bắt mọi phát sinh diễn biến về tình hình dịch bệnh, sức khỏe của nhân dân tại thôn Chí Trung để có biện pháp xử lý kịp thời, cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhân dân trong thôn. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tuyên truyền vận động nhân dân trong toàn tỉnh có những hoạt động thiết thực hỗ trợ chia sẻ hướng về thôn Chí Trung để nhân dân trong thôn yên tâm thực hiện cách ly theo đúng quy định. Về thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 09 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí nhấn mạnh. Tổ chức đẩy mạnh cái truyền thông để đến từng hộ dân, từng công nhân, từng cán bộ để quán triệt thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Để làm sao mỗi thôn có một vùng cách ly an toàn, có một cái khoảng cách giãn cách xã hội và mọi người dân đều phải chấp hành khai báo y tế,
và phát huy hiệu quả cái tổ phòng chống dịch ở cấp thôn, phố hoạt động rõ nét hơn nữa, kể cả cái chốt kiểm dịch phòng chống dịch ở cấp thôn, phố, tinh thần làm sao cho hoạt động hiệu quả nhất trong phòng chống dịch, nhưng mà không được để ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đi lại của nhân dân, không được ngăn sông cấm chợ. Đẩy mạnh cái tuyên truyền khuyến cáo để làm sao mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch và thực hiện nghiêm cái cách ly toàn xã hội, đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc là trên 2 mét, rồi đeo khẩu trang, rồi không được tiếp xúc quá 2 người ở ngoài cơ quan, rồi ngay cơ quan thì cũng phải bố trí lực lượng trực thôi, còn ở nhà để làm việc qua trực tuyến và cũng không để ảnh hưởng đến công việc. Và cách ly toàn xã hội trong 15 ngày tới mà chúng ta thành công thì chúng ta phòng chống dịch tốt. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế cần chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện phương châm thu dung, điều trị cho bệnh nhân ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Các cơ quan đơn vị địa phương phải tiếp tục thiết chặt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch tại các bếp ăn tập thể. Tổ chức bếp ăn chỉ phục vụ những trường hợp ở xa nơi làm việc, nhưng phải bảo đảm ăn theo suất, ngồi giãn cách theo quy định. Phải thực hiện nghiêm việc dừng hết các xe khách vận chuyển người ra vào địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo đảm tốt an ninh trật tự, nhất là khu vực cách ly, rà soát, kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra ở những nơi dân cư tập trung đông, khu đô thị Eco Park. Trong tình hình hiện nay, các ngành, các địa phương cần lên phương án cụ thể, chi tiết để khi xảy ra dịch sẽ kịp thời triển khai các biện pháp theo từng cấp độ.